lặn biển nhặt được cục vàng cũng trị giá 1,6 tỷ đồng. Cục vàng to bằng quả trứng mà người đàn ông may mắn tìm thấy được cho là số vàng rơi ra từ con tàu chở vàng trị giá gần 4.000 tỷ đồng bị chìm dưới đáy đại dương trước đây. Tin tức từ Mirror cho hay người may mắn tên là ông Vincent Tukeo. Theo đó, ông Vincent Tukeo, một thợ săn kho báu 60 tuổi mới đây đã gây xôn xao dư luận khi công bố thông tin ông từng tìm thấy một cục vàng to bằng quả trứng ở ngoài khơi bờ biển Akalay sử quay. cục vàng này có trọng lượng 97,12 cam, đây là cục vàng lớn nhất tại Anh và có giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng. Trước đó kỷ lục thuộc về cục vàng nặng 59 cam được tìm thấy tại Cornwall vào năm 1808, cách đây khoảng 200 năm. cục vàng được Vincent tìm thấy ở độ sâu 5 mét dưới mực nước biển và được cho là thuộc về một con tàu chở kho báu trị giá 120 triệu bảng Anh, tương đương 3.960 tỷ đồng đã nằm dưới đáy biển suốt hơn 150 năm qua. Theo sử sách ghi lại, vào ngày 26 tháng 10 năm 1859, con tàu chở vàng có tên Royal Charter xuất phát từ Úc đến Liverpool đã không may bị đắm do cặp bão ở ngoài khơi bờ biển Adelaide. Vị trí đám tàu cách nơi Vincent tìm thấy cục vàng quý chỉ khoảng 40 mét. Trong thảm họa hàng hải đó, khoảng 450 người đã thiệt mạng và số vàng quý trên tàu cũng đã chìm sâu dưới đáy biển. Kể từ đó đến nay, lời đồng đại về con tàu chở số vàng trị giá tới hàng trăm triệu bản Anh bị chìm dưới đáy biển đã thu hút không ít thờ lặn săn kho báu đổ về biển Asilei để tìm kiếm. Ông Vincent cũng không nằm ngoài số đó. Trong suốt 7 năm qua, ông đã tích cực đào bới, ngập lặng để tìm kho vàng khổng lồ theo lời đồng đại. Vincent thậm chí còn rủ cả bạn bè người thân tìm kiếm cùng. Và thần may mắn đã mỉm cười với Vincent khi ông tìm thấy một cục vàng tỏa sáng lấp lánh trong một khe nước dưới đáy biển. Trước đó, trong một cơn bão lớn đã càng quét khu vực bờ biển Alisei và cuốn trôi số cát dày 2 mét ở đấy, làm lộ ra cục vàng quý hiếm. Tôi luôn chỉ hy vọng mình sẽ tìm được một vài vụn vàng nhỏ nhỏ, thế nên khi nhìn thấy cục vàng to như vậy, tôi đã không tin vào mắt mình. Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu. Ông Vincent nói, ông Vincent tìm thấy cục vàng này từ năm 2012, nhưng đến nay mới chính thức công bố thông tin cho báo giới. Ngay sau khi công bố về cục vàng quý, ông Vincent đã giao nộp nó cho Viện Bảo tàng Sắp tới, cục vàng sẽ được trưng bày rộng rãi để công chúng chiêm ngưỡng. Ông Vincent cũng mong rằng mình sẽ nhận được 50.000 bản Anh tiền công, tương đương 1,6 tỷ đồng vì đã tìm ra cục vàng quý. Ông cho biết, tôi đã vui sướng đến nghẹt thở khi có được cục vàng, nhưng tôi nghĩ cục vàng cần phải được trưng bày ở bảo tàng để mọi người cùng ngắm. Chuyện nhặt được vàng dưới đáy biển không phải là hiếm. Trước đó, trong kỳ nghỉ, một thiếu nữ người Đức đã bất ngờ phát hiện ra một thỏi vàng nặng 0,5 kg nằm sâu dưới đáy hồ ước tính thỏi vàng này có giá lên đến 20.000 USD, tương đương hơn 400 triệu đồng. Sau nhiều tháng không tìm thấy chủ nhân thỏi vàng, cô gái đã được phép sở hữu nó theo luật của nước Đức. Tên tuổi cô gái không được tiết lộ, song cảnh sát cho biết cô bé vớt được thỏi vàng nằm sau 2 mét dưới hồ Colisi, đông nam nước Đức vào tháng 8 năm ngoái khi đang nghỉ hè và không ai rõ làm thế nào mà thỏi vàng lại chìm xuống đáy hồ.